Nó có nắng ở trong nhưng mà em phải đội vào làm gì? Dạ, nặng. Em ngồi bên cạnh thì để anh nói cho. Dạ, cái cống trên phía bên trái của các anh đây là điện tại hoa. Thì điện tại hoa này chính là nơi đặt ngai vàng của vua và chứng kiến sự đăng quang của 13 đời vua Trường Nguyệt tại đây. Và nó được xây dựng vào năm 1804, thì trải qua các đợt trung tu rồi. Nhưng bây giờ là nó xuống cấp quá trầm trọng cho nên trung tu phục dựng lại. Cái vạc dầu vẫn còn đúng không em? Dạ, không là phía sau ạ. Chỉ tìm vạc dầu thì ok. Anh thấy vạc dầu để cho anh nào mà gian ác cho vào bắt rồi này chưa? Khoảng mấy thằng gian ác là vạc dầu để bọn anh xem mình tổng mức độ gian ác của mình đến đâu. Dạ, thì hôm nay chúng ta đang ở đây chính là ở trong cung đài Nội Huế. Đây chính là nơi đang ở sinh sống và làm việc của 13 đời vua Trường Nguyệt ạ. Dạ, thì đây cũng được xem như là trung tâm chính trị của Trường Nguyệt ngày xưa. Cái nguyên bản của điện thoại hoa này là như bức tranh này đấy ạ. Trong cái 18 cái vạc dầu, à 9 cái vạc dầu kìa. Chính cái đó không phải là vạc dầu mà đó là gọi là chính cái đỉnh. Đỉnh, à, kiêu đỉnh à. Đấy vạc dầu, xong không lá cứ vào đây. Dạ, từ cái bậc thêm này trở vào trong đó chính là Tử Cẩm Thanh. Thì Tử Cẩm Thanh này chính là nơi ăn ở và sinh sống của vua cùng các cung phi mỹ nữ và con của vua. Dạ, mình nhìn thấy hai bên người ta nhà hai bên này gọi là Tả Vu và Hữu Vu, Tả Văn Hữu Võ. Và dành cho các con văn con võ chỉnh đốn trong khu vực mà trước khi vào châu triều. Và ngày xưa trên hai thì Tả Vu và Hữu Vu này là cũng chính là nơi làm việc của Cơ Mật Viện và là thường diễn ra những cái buổi yến tiệc và gặp buổi thi đình. Rồi là đánh chén rượu nhạt đấy. Dạ. Các anh đại diện vào trong này thánh tỏa thương vẽ sẽ điều hình cho anh gọi ạ. Rồi. Các anh vẽ một tiếng chi. Vừa hôm qua xong rồi ra luôn. Dạ. Chắc là chưa đi thăm những cái di tích lịch sử này để chẳng không anh? Chắc mới không không có thời gian chỉ đi đây thôi. Thế trung tâm mà muốn anh em đi làm bằng đi ngựa là phải làm cái xe này. Dạ, đấy, con cỏ kia, con ngựa, cái voi ăn. Dạ, các anh nhìn thấy cái công trình phía bên trái này á, cọc màu mô, các anh muốn mẹ đi vào đấy ạ. Cái cọc màu mô này được xây dựng vào năm 1804. Nó xoay mặt ra hiệu Nam và được xem như là bộ mặt của Hoàng Thành. Và đấy cũng chính là cái hình ảnh đại diện của cổ đô Huế. Nó được xây dựng gồm có kết cấu hai phần, nên là phía dưới và lễ đài phía trên. Nên là phía dưới được chia làm năm lối đi ở giữa dành riêng cho vua đi, hai lối đi hai bên là dành cho quan văn quan võ, và hai lối đi còn lại phía ngoài cùng là dành cho binh lính vua ngược triều. Thì cửa lúc này cả anh đang cửa dành cho quan văn đi ngày xưa.
Dạ, phát phân lễ đài phía trên là lầu ngũ phòng, là cái lầu màu vàng đấy ạ. Lầu ngũ phòng này gồm có một lầu vàng và 8 lầu xanh. Một lầu vàng ở giữa là được lợp bằng ngói hoàng lưu ly, ngói màu vàng dành riêng cho vua ngồi. Và 8 lầu xanh này dành cho các quan văn, quan võ ngồi tham dự các buổi lễ như là duyệt binh, trường lô và bán sắc. Thì cũng tại lầu ngũ phòng này ạ, vào chiều 30 tháng 8 năm 1945 đã diễn ra một sự kiện lịch sử trong đài, đó chính là vua Bảo Đại của Việt Quốc cuối cùng một trong nghĩa đấy đã gặp chiếu chỉ tuyên bố thoại vị và trao ở kiểm lại cho chính phủ lâm thời lúc bấy giờ, kết thúc 143 năm chế độ phong kiến của Triều Nguyễn. Thì ngò mốt ở đây là ám chỉ là hướng nam, thánh nhân nam diện như thử thiên hà lấy vợ hiền hòa xây nhà hướng nam, có nghĩa là những ông vua nào lên làm vua đều xây dựng cái tinh thần của mình xoay mặt ra hướng nam như để thỉnh thiên hà và lắng nghe những gì thiên hà nói. Cái công trình đầu tiên ạ, các anh sẽ dừng lại tham quan là cái công trình phía bên phải của mình đây, được gọi là Thế Tổ Miếu. Thế Tổ Miếu. Dạ đúng rồi, ngày xưa các vị vua Triều Nguyễn rất chú trọng tới việc thờ cúng tổ tiên đầu tiên, cho nên sau khi vua Gia Long qua đời, vua Minh Mạng lên ngôi và cho xây dựng được công trình này để thờ vua cha, và sau này các đời vua trở đi cũng được thờ khu vực phía trong này, thì đây cũng chính là nơi thờ của các đời vua Triều Nguyễn. Em sẽ đi lại cạnh bên cái nhà bên ngoài cho mọi người hương ạ. Dạ. Thì Triều Nguyễn đã trải qua 13 đời vua, nhưng trong này là chỉ thờ 10 đời thôi. Ba đời không được thờ, đó chính là vua Dục Đức, vua Hiệp Hòa là bị phế thế, và vua Bảo Đại là thoái vị nên không được thờ khu vực phía trong này. Tại vì nhà Nguyễn á, ngày xưa có một cái quyết định đó, đó chính là những ông vua nào mất mà vẫn đã còn được tài vị á mới được thờ, cho nên ba vị vua này không được thờ. Và ngày xưa khu vực này mang tính thờ từ quốc gia, cho nên nữ giới không được vào, hay gọi hoàng hậu và hoàng thái hậu. Tại vì cái chế độ trọng nam khinh nữ của Triều Nguyễn ngày xưa nó rất là khắt khe, thể hiện ở chỗ là những nơi nào mà tôn nghiêm nhất thì nam giới và nữ giới không được vào cung. Thì cả anh vào trong này các cô là cả anh sẽ thấy chỉnh cái đỉnh đăng đấy, lúc này anh nói đó ạ. Thì chỉnh cái đỉnh này được gọi là cụ đỉnh, và đây được xem là bảo vật của quốc gia. Trên chỉnh cái đỉnh này là được chạm khắc những điều danh nổi tiếng từ Bắc Chí Nam, những tài nguyên phong phú thể hiện cái sự giàu có và thống nhất của đất nước Việt Nam mình. Vì đây là cái công trình mình vào tham quan thời gian thờ, nơi đặt những cái án cơ của các đời vua và mình thắp hương. Dạ, cho nên là em sẽ thăm theo chân các anh vào. Có nhớ tới những công trình tiếp theo em sẽ dẫn các anh đi. Dạ, bây giờ là các anh vào trong này tham quan tầm khoảng 10 phút rồi quay trở ra là xe mình chờ ở đây ạ. Cảm ơn em. Dạ. Đấy, không phải vạc dầu nhé. đi thì phải dọa lâu chính đi. Anh không phải chứ. Đi. Cứ vào xem chính. Này đúng cái cây quy tùng hoặc là cây đại. Đây trong này. Thank you.